Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình game CoCode 2DX tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Node.js và Socket.io trên CoCode 2DX. Thì ở những video clip trước, tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách mình connect thiết bị lên server, gửi dữ liệu lên server và server đã nhận được rồi. Đó, thì mình đã hoàn thành cái công đoạn là connect server và gửi dữ liệu lên server rồi. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là sau khi mà server của mình được nhận được dữ liệu rồi, nó sẽ gửi cái dữ liệu này tới các thiết bị mà đang connect lên server các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ cấu hình ở thằng server. Các bạn mở lại cái bài lát. Thì sau khi mà server nhận được rồi, các bạn kéo xuống đây, thì server nó sẽ gửi dữ liệu xuống cho mình. Các bạn thì gửi dữ liệu thì sẽ sử dụng là io.socket.init. Tôi sẽ mượn cái đầu code này, tôi mở cái server của tôi lên. Đây là trong cái hàm đây socket.on, nó nghe được xong rồi sẽ gửi cái dữ liệu này đi. Đó, gửi dữ liệu là io.socket.init. Rồi, từ khóa gửi đi cũng là hello các bạn. Rồi, mà tôi sẽ mượn lại cái đoạn code chỗ này. Là chỗ này của mình là mình gửi đi không phải là gửi đi câu welcome, mà là tôi muốn gửi đi là gửi đi cái data.value nha bạn. Rồi đây là câu lệnh mình emit từ server mình gửi đi. Và đây từ server mình emit mình gửi nó đi nha. Đây. Đó. Rồi tôi lưu lại cái server. Rồi thì lúc này mình chưa test được, là vì khi mình gửi đi rồi thì mình phải để thiết bị mình nhận được nha bạn. Thì để nhận được thì ở đây tôi sẽ tạo một cái giao diện như thế này. Tôi sẽ tạo một cái view ở trong cái giao diện của mình nha bạn. Tôi sẽ tạo một cái view như thế này để mỗi lần mà nhận được một dữ liệu gì đó thì tôi sẽ hiển thị cái nội dung lên cái view này nha bạn. Rồi đầu tiên tạo view, tôi sẽ qua chấm h, tôi tạo một cái biến mã view. View. Rồi qua chấm cp, các bạn mở lại cái bài lát của mình, các bạn kéo xuống dưới, rồi ngay chỗ mà cái chỗ bước một này các bạn kéo xuống. Đây bước 2 trong hàng init. Rồi ngay chỗ này init view bằng view, tôi sẽ mượn cái đọc code này bắt vào đây. Đó của mình sẽ là init view. Rồi init view bằng CUI init view UA. Rồi tôi set cái position cho init view này thôi. Rồi set direction tức là cái hướng của thằng list view là nó sổ theo vertical, là cái hở theo chiều từng dòng này các bạn, hoặc là nó có dạng nữa là horizontal nha bạn. Rồi đây tôi chọn là vertical. Các bạn cần phải set bound enable thì các bạn mới thấy được cái chuyển động của list view. Rồi tôi sẽ set cho nó một content size là 200%. Rồi sau đó tôi sẽ add cái list view này vào trong màn hình của mình. Rồi cái mình tiếp theo là mình sẽ dùng cái câu lệnh là mình lắng nghe được cái sự kiện, lắng nghe được là mình init rồi, là init rồi, bây giờ mình sẽ viết cái đoạn cái phần là on thì điện thoại nó on như thế nào. Điện thoại init rồi, server có on rồi, server có init rồi, bây giờ tiếp theo là cái điện thoại của mình, thiết bị của mình nó on như thế nào
hoặc nó lắng nghe như thế nào nha bạn. Rồi, để lắng nghe đây thì client lắng nghe từ server thì mình sẽ dùng cái đoạn code này nha bạn. Tôi sẽ đặt và sau thằng connect luôn. Client on, từ dùng cái từ khóa mà nó on, tại vì lúc mà cái server của mình hãy các bạn để ý, nó gửi là nó gửi cùng với từ khóa là hello thì mình cũng chỉ nghe những hàng hello thôi. Đồng thời tôi sẽ tạo riêng một cái hàm là on receive event, đầu tiên tôi qua file chấm hát này, tôi tạo một cái hàm là void on receiver event. Hàm này dùng để là lắng nghe, thấy lắng nghe mà phát có dữ liệu á thì mình sẽ làm cái gì trong này nha bạn. Đây, on event của mình đây, tôi sẽ mở cái code này. Rồi, trong này thì mình có hai thông số là client là nghe từ server nào và cái data, cái dữ liệu mình nghe được. Rồi, sau đó tôi qua file trong CV, tôi override nó lại các bạn. Trong này, nghe trong này thì thấy cái gì, nghe có gì. Thì đây, tôi sẽ lấy cái đoạn code này. Thì tại vì cái chủ của mình là dạng JSON nên mình đầu tiên mình sẽ cần phân tích cái data này, về phân tích cái chủ JSON này để mình lấy cái dữ liệu ra nha bạn. Thì để phân tích JSON mình cần cái gói đó là gói Rabbit JSON, thì tôi sẽ include cái thư viện này vào. Là Rabbit. Document.h và một cái thư viện nữa, nó là JSON rabbit.json.h. Rồi, đây là cái lần lệnh mình đọc JSON nha bạn. Rồi mình cần có đặt rằng là document rabbit.json.document và tên là doc. Rồi, sau đó tôi sẽ bạc cái chuỗi này về dạng JSON. Này là một cái biến cờ để làm không nha bạn. Rồi, tôi sẽ phân tích cái chuỗi JSON này để tôi lấy cái giá trị value ra nha bạn. Rồi, sau đó thì cái clip view này trên này nè, là mình mới tạo cái vùng không gian cho clip view thôi. Thì muốn clip view hiển thị thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái layout, tại vì mỗi dòng của clip view là tôi clip view, rồi tôi sẽ tạo một cái layout. Và trong layout, mỗi dòng của clip view nó chính là một cái bút tông nha bạn. Vì thế tôi sẽ tạo một cái bút tông như thế này cho các bạn. Rồi, thì cái layout này tôi sẽ xét cái độ dài của nó là 100 và độ rộng nó là 10. Vì thế cái bút tông này tôi sẽ xét cái chữ của nó chỉ là 8 thôi, để cho nó không vượt quá cái layout này nha bạn. Rồi, sau đó tôi sẽ add cái layout này vào trong cái clip view. Rồi, tôi sẽ kiểm tra lại như này. Tức là khi mà thiết bị của mình nó emit, nó gửi dữ liệu trên server, server on được, server on lắng nghe được, sau đó nó thực hiện là emit. Emit thì khi mà nó emit dữ liệu xuống thì thiết bị của mình phải on để lắng nghe nha bạn. Thì đây tôi đặt on thì mình phải on, mình lắng nghe, lắng nghe đó. Rồi sau khi lắng nghe có dữ liệu rồi thì vì dữ liệu gửi xuống là một chuỗi JSON nên tôi sẽ phân tích cái chuỗi JSON này ra để tôi lấy dữ liệu tôi cần, sau đó tôi sẽ add cái dữ liệu này lên trên clip view nha bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt cái server của mình, Node app. Rồi sau đó tôi sẽ chạy thiết bị của mình.
thì chắc chắn là chỗ này nó là báo connect. Rồi các bạn nhìn nha, bên này lead view của mình chưa có dữ liệu nha các bạn, tại vì bây giờ nó lắng nghe nhưng mà nó chưa có nghe có server nào gửi gì xuống cho nó hết. Rồi bây giờ tôi sẽ gửi cái chữ là tôi sẽ gửi dữ liệu lên trên server của mình là kho phạm, tôi kích nè, đó các bạn thấy không, thì đồng thời server của mình nè nó vừa nhận được cái chữ kho phạm ở đây, đây nó nhận được cái chữ kho phạm ở đây, thì đồng thời nó sẽ gửi cái dữ liệu này đây, nó gửi cái dữ liệu của mình xuống tới từng thiết bị nha bạn. Đó thì thằng thiết bị của mình nè nó lắng nghe được là server có gửi xuống nó một cái đoạn test gì đó, đoạn JSON gì đó, sau đó nó sẽ lấy cái JSON này nó phân tích ra, sau khi phân tích ra nó lấy được cái chữ kho phạm này thì nó sẽ add lên cái view của mình chưa bạn. Rồi tiếp nha, tôi thử thêm một lần đoạn nè, giờ tôi sẽ tôi kích ra thì nó hiện cho đó, bây giờ tôi gửi một cái đoạn khác đi là đoạn Cocos 2D X. Rồi bạn các bạn xem bên server là bên cái line mình nè, đó bạn thấy không, thì là ngay gần như là ngay lập tức luôn á là nó sẽ nhận được cái chữ Cocos 2D X và nó gửi ngược cái chữ Cocos 2D X lại trên client của tôi, và tôi sẽ add cái client này lên trên cái chiếc view của mình. Rồi rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.